Màn trình diễn tệ tại Asian Cup 2023 sẽ khiến tuyển Việt Nam tụt sâu trên bảng xếp hạng FIFA. Theo đó, đội bóng của huấn luyện viên Philippe Chuzier bị trừ đến 23,18 điểm sau khi thua Indonesia 0-1 ở lượt trận thứ hai vòng bảng Asian Cup 2023 tối 19 tháng 1. Tuyển Việt Nam tụt 4 hạng, rơi xuống vị trí thứ 99 trên bảng tổng sắp của FIFA. Trong khi đó, Indonesia được cộng 23,18 điểm, tăng 5 hạng lên vị trí thứ 142. Cách tính điểm của FIFA dựa vào tính chất của giải đấu cũng như vị trí giữa hai đối thủ trên bảng xếp hạng. Đội có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA nếu thua đối thủ đứng thấp hơn sẽ bị trừ nhiều điểm hơn thường lệ và ngược lại. Asian Cup 2023 là một trong những giải đấu quan trọng nhất trong hệ thống tính điểm của FIFA. Nếu kết thúc cuối bảng Asian Cup 2023, tuyển Việt Nam cũng sẽ bị trừ thêm số điểm đáng kể trên bảng xếp hạng FIFA. Chính vì thế, khả năng tuyển Việt Nam rơi khỏi top 100 trên bảng xếp hạng FIFA sau Asian Cup 2023 rất dễ xảy ra. Thậm chí, các chiến binh sao vàng còn khả năng cao mất vị trí số 1 Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA vào tay Thái Lan. Và nếu rơi khỏi top 100 FIFA, Việt Nam cũng sẽ gặp bất lợi trong việc phân nhóm hạt giống ở các giải đấu của AFC trong tương lai.